Tiếp theo là một cặp giáp bươi chà chống mái luôn nha anh em ha. Đây, một con chó một mái nha. Tướng dáng dày liền lạc lắm nha. Tay tốt lắm, mấy con gà này tay cực tốt luôn. Mấy con này em đang thả vườn mà. Nên nuôi rất là dễ ha. Về cái cho anh thức ăn gà là ok rồi. Cặp này em cũng để giá 2 triệu luôn nha anh em ha. Bốn bang rất là ok, rất là ngon luôn. Với cái giá tiền mà của cặp này thì anh em mang về chơi rất là ổn, rất là ok luôn. Đáng đồng tiền ha. Rồi cặp này giá 2 triệu. Số điện thoại em ngay phía dưới màn hình nha anh em. Chào anh em.